Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì từ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của người dân làng nghề, nhiều sản phẩm gốm đa dạng độc đáo được sản xuất cùng với các không gian tham quan trải nghiệm về gốm được hình thành, không chỉ giúp nâng cao giá trị của gốm đảo Vĩnh Long mà còn góp phần đưa sản phẩm của làng nghề truyền thống tiếp cận đến đông đảo khách hàng và khách du lịch. Gốm đỏ vốn đã có một thương hiệu riêng, là một sản phẩm có giá trị thẩm mỹ và văn hóa cao của vùng đất Vĩnh Long. Để đáp ứng nhu cầu luôn đổi mới của thị trường, các mặt hàng gốm đỏ Vĩnh Long không ngừng cải tiến về chất lượng, mẫu mã, hướng đến sự tiện lợi và thị hiếu mua sắm đồ gốm để trang trí làm quà tặng của khách hàng hiện nay. Như quý vị khán giả có thể thấy, những sản phẩm gốm với kích thước nhỏ gọn, nhiều mẫu mã đẹp mắt như thế này lại là xu hướng lựa chọn của nhiều khách hàng hiện nay bởi sự tiện lợi và dễ dàng trang trí ở nhiều không gian khác nhau. Mặc dù gốm đỏ Vĩnh Long hiện nay luôn phải đổi mới để thích ứng kịp thời với nhu cầu của thị trường, thế nhưng mà nó vẫn giữ được một nét đặc trưng, đó là sắc đỏ riêng có của một thương hiệu gốm với tuổi đời trăm năm. Bây giờ nhu cầu của khách hàng thì nó cũng đa dạng về mẫu mã sản xuất, thì công ty của tôi cũng luôn tạo những mẫu mã mới, những màu sắc mới, nhưng cái màu gốm đỏ của Vĩnh Long của mình thì chúng tôi vẫn luôn giữ cái màu đỏ của gốm đỏ Vĩnh Long. Ở góc độ hiệp hội thì hiệp hội đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long triển khai đề án hỗ trợ ngành công thương trong việc thực hiện là nghiên cứu thiết kế mẫu mã mới để các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện nay, Vĩnh Long đang từng bước nâng cao giá trị của sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư cải tiến khâu sản xuất nhằm đa dạng hóa các mẫu mã, thì còn có các địa điểm tham quan, trải nghiệm về gốm. Các cửa hàng trưng bày, mua bán đồ gốm mỹ nghệ, trang trí tiểu cảnh nhằm mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm gốm kết hợp với văn hóa du lịch của địa phương. Người dân về đến tỉnh Long vì người ta muốn xem cái nhà gốm, vì trong tương lai thì mình sẽ phát triển cái về gốm đỏ của mình đó, thì mình làm ra đa dạng những sản phẩm gốm mà theo cái văn hóa của mình, giống như mình sản xuất con gà hay là sản xuất 12 con giáp hay là trái bầu trái bí vân vân, thì nói chung là những cái gì mà qua văn nó phù hợp với văn hóa thì người ta rất là đón nhận, chính điều đó mình mới phát triển được. Nâng tầm giá trị sản phẩm gốm đỏ không chỉ nằm ở chất lượng mẫu mã, mà còn được kỳ vọng vào sự tâm huyết giữ nghề, không ngừng sáng tạo, kết hợp đa dạng sản phẩm gốm đỏ với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên lĩnh vực văn hóa du lịch, nhằm mang đến cho người mua sắm, khách tham quan những trải nghiệm mới mẻ, mà vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng có của gốm đỏ Vĩnh Long.